Đã có người trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott cho biết, trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16 tháng 10, đơn vị này đã xác định được một vé trúng giải đặc biệt Mega 6/45 giải Jackpot trị giá 92,03 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, người trúng xổ số sẽ phải nộp khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế phải nộp bằng toàn bộ số tiền trúng thưởng vượt 10 triệu đồng nhân với thuế suất 10%. Khác với cách trả thưởng tại Mỹ, cho phép người trúng nhận giải thưởng một lần hay nhiều đợt, xổ số 6/45 tại Việt Nam sẽ chỉ trả thưởng một lần. Như vậy, với việc trúng 92,03 tỷ đồng, chủ nhân của chiếc vé số này sẽ phải nộp khoản thuế cho số tiền là 92,03 tỷ đồng, tương đương là 9,202 tỷ đồng ngay khi nhận giải. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn trực thuộc Bộ Tài chính. Tuy nhiên, khoản thu 9,2 tỷ đồng từ thuế này sẽ được để lại ngân sách địa phương. Ngoài ra, công ty Vietlott cũng cho biết người trúng thưởng không phải nộp bất kỳ khoản phí nào khác. Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ khi công ty nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Vietlott cho hay, đối với các trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người trúng thưởng có quyền yêu cầu lĩnh bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, nhưng với những giải thưởng có giá trị lớn, chuyển khoản được xem là phương án được khuyến khích. Đã xác định danh tính người trúng xổ số hơn 92 tỷ đồng. Thông tin từ công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott vào sáng ngày 17 tháng 10 cho biết, công ty này đã xác minh được danh tính của người trúng giải đặc biệt trị giá hơn 92 tỷ đồng trong chương trình xổ số kiểu Mỹ. Theo đó, người trúng giải là một nông dân ở tỉnh Trà Vinh. Ngay trong đêm, Vietlott đã sắp xếp xe đưa người trúng giải lên thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục nhận thưởng vào hôm nay, ngày 17 tháng 10. Hiện danh tính chính xác của người trúng giải vẫn chưa được Vietlott công khai. Theo đại diện Vietlott, khách hàng trúng thưởng có quyền yêu cầu giữ kín danh tính của mình theo quy định của pháp luật. Đại diện Vietlott nói, nếu khách hàng đồng ý công khai danh tính, thì thông tin đó sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của Vietlott. Cũng theo đại diện Vietlott, người trúng giải được lĩnh trọn tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế một lần, không chia thành các đợt. Cụ thể, với số tiền thưởng hơn 92 tỷ đồng, thì người trúng giải nói trên sẽ thực lĩnh được hơn 82,8 tỷ đồng. Trước đó, trong kỳ quay thưởng 39 vào Chủ nhật ngày 16 tháng 10, Vietlott đã quay được dãy số trúng giải đặc biệt là 05213133842 và có một vé đã bán ra trên hệ thống trùng với dãy số này. Tại thời điểm đó, giải đặc biệt đang có giá trị giải thưởng là hơn 92 tỷ đồng. Theo thông tin trên trang web chính thức của Vietlott, ngoài một giải thưởng trị giá hơn 92 tỷ đồng đã có chủ, thì kỳ quay ngày 16 tháng 10 còn tìm ra chủ nhân của 17 giải nhất trị giá 10 triệu đồng trên một giải, 1.178 giải nhì trị giá 300.000 đồng trên một giải và 20.388 giải ba 30.000 đồng trên một giải. Vietlott là một chương trình xổ số kiểu Mỹ, đây là lần đầu tiên có người trúng giải độc đắc sau khoảng 3 tháng mở bán. Hiện quỹ giải độc đắc của Vietlott đã quay về con số khởi điểm 12 tỷ đồng. Giá trị giải thưởng sẽ tăng dần theo thời gian sau mỗi kỳ quay chưa có người trúng thưởng. Chủ nhân giải độc đắc 92 tỷ đồng là một phụ nữ bán nem nướng. Thưa quý vị, chủ nhân của dãy số 05213133842 trúng giải thưởng 92 tỷ đồng là chị Nguyễn Thị Ánh Đào, 32 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Sáng nay ngày 17 tháng 10, chị Đào đã ủy quyền cho cha ruột là ông Nguyễn Quốc Thái, 58 tuổi, cùng người nhà lên thành phố Hồ Chí Minh nhận giải. Theo lời chị Đào, tờ vé số này chị mua từ một người bán mối quen. Hôm qua biết trúng giải đặc biệt, nên suốt cả nhà đều không ngủ được, phần vì lo kẻ xấu, phần vì mừng.
Rất đông người dân xung quanh đã kéo đến nhà chúc mừng gia đình chị. Đến trưa ngày 17 tháng 10, nhiều người quen, bà con đến xóm vẫn tiếp tục đến thăm hỏi và chúc mừng. Chị cho biết tiền trúng giải sau khi trừ thuế, gia đình sẽ nhận được trên 83 tỷ đồng. Chị Đào và gia đình vẫn chưa có dự tính gì với số tiền này. Trước mắt, gia đình chị sẽ tặng 400 phần quà, mỗi phần gồm 25kg gạo và 200.000 đồng cho hộ nghèo trên địa bàn. Gia đình chị cũng dự kiến sẽ phối hợp với các đội từ thiện hoặc hội chữ thập đỏ địa phương tìm hiểu hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo từng trường hợp cụ thể. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử xổ số Việt Nam có một người trúng giải thưởng giá trị lớn như vậy. Nhiều người dân xung quanh nhà chị Đào cũng rất vui mừng. Họ cho biết từ tối hôm qua đến sáng nay, tại các quán cà phê, các chợ tại Trà Vinh, bàn tán ồn ào về vụ trúng số 92 tỷ đồng. Tuy nhiên, sinh hoạt tại nhà chị Đào vẫn diễn ra bình thường. Buổi sáng, gia đình chị Đào còn mua tàu hũ về nhà ăn thay cơm. Một người dân địa phương cho hay, Đào sống bằng nghề bán nem nướng. Tính chị ấy rất hiền lành, xóm giềng ai cũng thương. Trước đó, theo thông báo từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam, Vietlott, giải đặc biệt xổ số điện toán vào ngày 16 tháng 10 với trị giá là 92,03 tỷ đồng đã có chủ. Trong ngày quay số còn có 17 giải nhất trị giá mỗi giải 10 triệu đồng, 1.178 giải nhì mỗi giải 300.000 đồng và 20.388 giải ba mỗi giải 30.000 đồng.
Thank you.